Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cỏ Crochet. Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi móc một bé sâu lava đỏ có khả năng thổi bong bóng dễ thương như thế này ha. Để làm được một thành phẩm như vậy thì chúng ta cần sử dụng 3 cuộn len hàn nhí, loại này là 25g một cuộn. Mình sẽ sử dụng màu đỏ và màu vàng để làm phần thân và một ít màu trắng để làm phần mắt. Chúng ta sử dụng kim móc 2.5mm để thực hiện. Ngoài ra mọi người cần chuẩn bị thêm kim đánh dấu, kéo cắt, kim khâu len, một phôi bong bóng nhỏ, một ít bông gòn, một cái móc khóa treo chuông và một cặp mắt thú dán size 5mm. Mình sẽ để link mua tất cả các loại nguyên liệu ở phần bình luận cũng như phần mô tả của video này để mọi người tham khảo nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành tạo một vòng tròn ma thuật với tổng cộng là 6 mũi móc đơn. Bạn nào mà chưa biết cách tạo vòng tròn ma thuật thì có thể xem video phía dưới, mình có hướng dẫn chi tiết hơn rồi ha. Sau khi chúng ta đã tạo thành công vòng tròn ma thuật rồi thì mọi người sẽ tiến hành móc lên một mũi bính. Mình sẽ đưa kim móc vào vòng tròn ở giữa này, móc vào đây tổng cộng 6 mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn đầu tiên, chúng ta sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Sau đó chúng ta thực hiện tiếp tục vào cái vòng tròn này thêm 5 mũi móc đơn nữa. Sau khi đã móc được tổng cộng 6 chân mũi móc đơn, mình sẽ tiến hành kéo cái đoạn dây ngắn này lại để vòng tròn khép kín. Để kết thúc vòng đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành đưa kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên, chính là chỗ mà mình gắn kim đánh dấu, và thực hiện một chân mũi dời. Như vậy là mình đã hoàn thành xong vòng đầu tiên với tổng cộng 6 mũi móc đơn. Để móc lên vòng thứ hai, các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ móc lên một mũi bính. Mũi bính này nó chỉ có tác dụng là tạo độ cao cho cái vòng thôi, mọi người không cần quan tâm ha. Sau đó chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân móc đầu tiên, chính là chỗ mà mình vừa thực hiện mũi dời nè. Mọi người móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân. Đây là mũi móc đơn đầu tiên, các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại. Sau đó chúng ta đưa kim móc vào cái chân vừa rồi, móc vào đây thêm một mũi móc đơn nữa. Ở chân móc kế tiếp, các bạn cũng móc vào đây 2 mũi móc đơn chung chân, có nghĩa là chúng ta sẽ tiến hành tăng mũi á. Nếu như vòng trước chúng ta có 6 chân mũi móc đơn thì ở vòng này chúng ta sẽ tăng gấp đôi số chân mũi, bằng cách là mỗi chân mọi người cứ móc vào đây một chân tăng mũi, có nghĩa là 2 mũi móc đơn chung chân. Cho đến cuối vòng chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng rồi nè, chúng ta đã đụng được cái mũi dời của vòng trước chỗ này. Thì mọi người sẽ không có móc vào mũi dời ha, mình sẽ bỏ qua mũi dời và đi kết thúc vòng 2 bằng cách là gỡ kim đánh dấu ra. Đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Mọi người có thể kéo chặt cái mũi dời này cho nó khép kín hơn. Để móc lên vòng thứ ba đầu tiên, chúng ta cũng sẽ móc lên một mũi bính. Sau đó mọi người sẽ đưa kim móc vào chân đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn đầu tiên của vòng, thì mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Ở chân thứ hai mọi người sẽ móc vào đây một chân tăng mũi, gồm có 2 mũi móc đơn chung chân, 1 2. Chân thứ ba sẽ là một chân móc đơn như bình thường, và chân thứ tư sẽ là một chân tăng mũi. Như vậy công thức của vòng này đó là mọi người cứ móc một chân móc đơn, sau đó đến một chân tăng mũi, một chân móc đơn, một chân tăng mũi. Và chúng ta cứ lặp lại như vậy cho đến cuối vòng ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 3 rồi, chúng ta còn một chân móc cuối cùng. Nếu như mọi người thực hiện đúng thì chân này sẽ là một chân tăng mũi. Chúng ta đã gặp được mũi dời của vòng trước thì mọi người sẽ bỏ qua, không thực hiện. Kết thúc vòng 3 này chúng ta đã có tổng cộng là 18 chân mũi, tăng 6 chân so với vòng trước. Và mình sẽ tiến hành gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn sẽ đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời để kết thúc vòng.
Để móc lên vòng thứ tư, mọi người sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đưa kim móc vào hai chân đầu mỗi chân, mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là chân đầu tiên nè, mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn và dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Chân móc bên cạnh chúng ta cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Ở chân thứ ba chúng ta sẽ móc một chân tăng mũi gồm có hai mũi móc đơn chung một chân. Rồi mình sẽ lặp lại công thức giống như ban đầu. Hai chân kế tiếp mỗi chân mọi người sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Ở chân thứ ba mình sẽ móc vào đây một chân tăng mũi. Như vậy công thức của vòng này là các bạn cứ móc hai chân móc đơn, sau đó sẽ đến một chân tăng mũi ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ tư rồi, và nếu mọi người thực hiện đúng thì chân cuối cùng này sẽ là một chân tăng mũi gồm có hai mũi móc đơn chung chân. Kết thúc vòng thứ tư chúng ta có tổng cộng là 24 chân mũi, tăng 6 chân so với vòng trước. Và mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Mọi người đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời để kết thúc vòng này. Ở vòng thứ 5 mình cũng sẽ móc lên một mũi bính, sau đó các bạn sẽ đưa kim móc vào mỗi chân và thực hiện một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ không tăng mũi nữa. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên, mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Các chân tiếp theo mỗi chân mọi người cứ móc vào đây một mũi móc đơn. Thực hiện như vậy cho đến cuối vòng này luôn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 5 rồi nè, chúng ta đã thực hiện được tổng cộng 24 chân mũi. Và hai vòng kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành đổi sang len màu vàng. Cách thức thực hiện đó là mọi người sẽ đưa kim móc ra khỏi cái vòng trên kim. Sau đó mình sẽ đưa kim móc xuống hai dây phía dưới của cái chân móc này, chính là hai dây này. Và mọi người sẽ tiến hành kéo cái đạn dây len màu vàng qua hai dây trên kim. Như thế này. Lúc này thì chúng ta có thể cắt cái đạn dây màu đỏ được rồi. Và mọi người sẽ rút đạn dây này lại. Mình sẽ tiến hành cột dây màu đỏ và dây màu vàng ngắn này lại với nhau. Sau đó cắt dây. Mặt này là mặt trong của sản phẩm nè, nên chúng ta cũng không cần phải giấu len. Đây là mình đã đổi sang len màu vàng rồi, và mình sẽ dùng đạn dây len màu vàng này để móc lên hai vòng kế tiếp. Thì ở hai vòng kế tiếp chính là vòng 6 và vòng 7, mọi người sẽ thực hiện tương tự như vòng vừa rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ móc đều, không tăng mũi ha. Các bạn đưa kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Sau đó mình sẽ móc lên một mũi bính. Đưa kim móc vào chân móc đầu tiên và thực hiện một mũi móc đơn. Mình sẽ dùng kim đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên này. Các chân kế tiếp mỗi chân mọi người cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn và lặp lại công thức như vậy cho đến cuối vòng này luôn. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và chúng ta đã móc được 24 chân mũi móc đơn. Và mọi người lưu ý cái mặt mà mình đang thực hiện là mặt ngoài của sản phẩm nên mọi người nhớ lộn ra ha. Để kết thúc vòng này thì mọi người sẽ gỡ kim đánh dấu ra. Mình sẽ đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Vòng thứ 7 các bạn thực hiện như vậy luôn. Chúng ta sẽ móc lên một mũi bính, đưa kim móc vào mỗi chân và thực hiện một mũi móc đơn. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên. Các chân kế tiếp mỗi chân mình cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn cho đến cuối vòng như vậy luôn ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng 7 nè, và chúng ta cũng đã thực hiện được 24 chân mũi móc đơn. Để kết thúc vòng này á thì mình sẽ tiến hành tương tự như vòng thứ 5 á, tại vì mình sẽ tiếp tục đổi sang len màu đỏ lại để thực hiện hai hàng. Cách thức thực hiện tương tự như hồi nãy thì mình sẽ tiến hành gỡ cái kim móc ra khỏi cái vòng trên kim, đưa kim móc vào hai dây phía dưới của chân móc nè, và chúng ta sẽ tiến hành kéo cái đạn dây len màu đỏ sang. Và mình sẽ cắt cái đạn dây màu vàng này đi, kéo ra. Chúng ta sẽ cột cái dây màu vàng này vào cái dây đỏ ngắn. Rồi cắt dây. Vòng 8 và vòng 9 chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vòng 6 và vòng 7, chỉ khác là mình đổi màu len thôi.
Đây là mình đã móc đến cuối vòng chính rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đổi sang len màu vàng lại, và mình sẽ móc thêm hai vòng nữa thì nó sẽ được hai cái đường tương tự như thế này ha. Sau khi chúng ta đổi len xong thì mình sẽ móc thêm hai vòng với len màu vàng nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hai vòng với len màu vàng nữa ha. Đây là mình đã móc xong hai vòng màu vàng, chính là cuối vòng thứ 11 rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đổi sang len màu đỏ và móc thêm hai vòng màu đỏ nữa. Có nghĩa là vòng thứ 12 và vòng thứ 13 mọi người sẽ móc hai vòng màu đỏ. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng thứ 13 ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 13 và chúng ta đã có tổng cộng là 24 chân mũi, giữ nguyên số chân mũi so với các vòng trước. Để kết thúc vòng này, mọi người sẽ gỡ kim đánh dấu ra, đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Ở vòng thứ 14 chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên mọi người sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đưa kim móc vào 10 chân móc đầu tiên, mỗi chân mọi người móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên thì mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Sau đó ở 9 chân móc kế tiếp, mỗi chân mọi người cũng móc vào đây một mũi đơn. Đây là mình đã móc được tổng cộng 10 mũi móc đơn liên tiếp. Tiếp theo mình sẽ tạo thành cái phần miệng của cái con này bằng cách là móc lên 3 mũi bính. Sau đó mọi người sẽ bỏ qua 3 chân móc kế tiếp, 1, 2, 3. Đưa kim móc vào chân thứ 4 này và mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Các chân kế tiếp á, mọi người sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc đơn cho đến hết vòng này luôn ha. Mọi người cứ móc liên tục như vậy thì chúng ta sẽ có 11 chân móc đơn liên tiếp ở phía bên này. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 14 rồi. Các bạn sẽ tiến hành gỡ kim đánh dấu ra, đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời để kết thúc vòng. Đến đây thì mình sẽ tiến hành mình nhồi cái phần bong bóng vào phía trong ha. Mọi người sẽ gỡ kim móc ra. Mình sẽ nhồi cái phần bong bóng này vào phía trong. Và cái chỗ miệng mà mình vừa tạo nè sẽ là cái chỗ bong bóng nó trồi lên nè. Mọi người sẽ đưa cái phôi này vào trước nè. Phôi mà mình đang dùng là phôi nhỏ mọi người ha, mọi người mua phôi to thì nó sẽ không vừa đâu. Mình sẽ nhồi vào. Ở phía dưới này thì mình không cần bông gòn đâu, tại vì mình nhồi vào thì nó đã kín luôn rồi. Sau đó mình sẽ đưa cái phần đầu nhọn này qua cái chỗ miệng nè. Nó sẽ hơi khó đưa qua một chút. Mọi người cứ kéo qua ha. Mình sẽ kéo nó qua. Sau khi chúng ta đã đưa cái phần phôi bong bóng vào thành công rồi thì mình sẽ móc lên các cái vòng tiếp theo. Để móc lên vòng thứ 15, đầu tiên mình cũng sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đưa kim móc vào mỗi chân và thực hiện một mũi móc đơn. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên, mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Các chân móc kế tiếp mình cũng sẽ móc vào đây mỗi chân một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc liên tục như vậy ở 10 chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Hồi nãy ở vòng trước chỗ miệng này mình móc lên 3 mũi bính thì ở vòng này mình cũng sẽ móc vào đây 3 chân mũi móc đơn. Sau đó chúng ta sẽ móc liên tục vào 11 chân mũi móc đơn còn lại, mỗi chân một mũi đơn. Thực hiện như vậy cho đến cuối vòng này luôn. Kết thúc vòng thứ 15 này, mọi người sẽ đưa kim móc. Chúng ta đưa kim móc vào
chân mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Ở vòng thứ 16 và vòng thứ 17, các bạn sẽ tiến hành móc đều mỗi chân, thực hiện một chân móc đơn. Chúng ta sẽ không tăng và không giảm mũi, cứ móc như vậy mỗi chân một mũi móc đơn. Mọi người cứ thực hiện như vậy và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối vòng thứ 17 ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 17 rồi nè. Để kết thúc vòng thì chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Ở vòng thứ 18 này mình sẽ tiến hành đi giảm mũi bằng cách là đầu tiên chúng ta móc lên một mũi bính, sau đó mọi người móc vào hai chân đầu tiên mỗi chân một mũi móc đơn. Đây là chân mũi móc đơn đầu tiên, mình sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại. Chân bên cạnh mình cũng sẽ móc vào đây một mũi đơn. Ở chân thứ 3 và chân thứ 4 chúng ta sẽ tiến hành đi giảm mũi bằng cách là mọi người sẽ đưa kim móc vào chân thứ 3 tiến hành lấy dây len qua, rồi lại đưa kim móc vào chân thứ 4 tiến hành lấy dây len qua. Khi mà trên kim chúng ta có 3 dây, các bạn sẽ lấy dây len qua 3 dây này. Như vậy là chúng ta đã vừa giảm được một mũi, từ hai chân chúng ta đã giảm thành một chân rồi nè. Ở hai chân kế tiếp mình sẽ móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. 1 2. Sau đó mình sẽ móc một mũi giảm ở hai chân kế tiếp bằng cách là đưa kim móc qua hai chân này lấy qua. Khi mà trên kim có 3 dây, mọi người lấy qua 3 dây này. Và chúng ta sẽ lặp lại công thức như vậy, mọi người cứ móc hai mũi đơn sẽ đến một mũi giảm. Mọi người cứ thực hiện như vậy cho đến cuối vòng luôn ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng và nếu mọi người thực hiện đúng thì chúng ta sẽ có hai chân cuối cùng sẽ là chân giảm mũi. Mình sẽ móc vào đây một mũi giảm để kết thúc vòng này luôn. Như vậy là từ 24 chân mũi ở vòng trước, vòng này chúng ta đã giảm 6 mũi, còn tổng cộng là 18 chân mũi ha. Mình sẽ kết thúc vòng này bằng cách đưa kim móc vào chân móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Để móc lên vòng thứ 19, đầu tiên mọi người móc lên một mũi bính, sau đó đưa kim móc vào chân đầu tiên thực hiện một mũi móc đơn. Mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại mũi móc đơn này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa kim móc vào hai chân kế tiếp và thực hiện một mũi giảm. Sau đó lại móc một chân móc đơn, rồi lại đến một mũi giảm. Như vậy công thức của vòng này là mọi người cứ móc một mũi móc đơn, sau đó đến một chân giảm mũi. Lặp lại như vậy cho đến cuối vòng này luôn ha. Đây là mình đã móc đến cuối vòng thứ 19. Nếu thực hiện đúng thì hai chân cuối cùng này sẽ là một chân giảm mũi mọi người ha. Để kết thúc vòng này thì mình sẽ gỡ kim đánh dấu ra, đưa kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên và thực hiện một mũi dời. Như vậy là sau khi móc xong vòng này mình đã giảm thêm 6 mũi. Từ 18 chân mũi của vòng trước thì vòng này chúng ta chỉ còn 12 chân mũi thôi. Móc đến đây á thì mọi người sẽ tiến hành dồn bông gòn vào phần phía giữa này ha. Tại vì mọi người có thể thấy cái bong bóng nó chỉ tới phía dưới này thôi. Mình phải dùng bông gòn để mình dồn cho nó đầy lên phần này. Các bạn cứ dồn cho đến khi nào mà cảm thấy cái phần này nó căng lên là được. Sau khi dồn xong thì mình sẽ tiến hành móc tiếp. Vòng tiếp theo chính là vòng thứ 20 bằng cách là mọi người sẽ móc lên một mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân đầu tiên, tiến hành kéo dây len qua. Đưa kim móc vào chân thứ hai, tiến hành kéo dây len qua và thực hiện một mũi giảm. Ở vòng này mình sẽ thực hiện tất cả các chân mũi đều là chân mũi giảm luôn. Từ 12 chân móc của vòng trước, vòng này mình sẽ giảm còn 6 chân ha. Chúng ta móc tổng cộng là 6 mũi giảm. Đây là hai chân móc cuối cùng, mình cũng sẽ móc một mũi giảm vào đây luôn.
Đây là mình đã móc xong 6 mũi giảm và chúng ta sẽ tiến hành kết thúc cái vòng này bằng cách là đưa kim móc vào chân mũi giảm đầu tiên, chính là chân này nè, hồi nãy mình quên gắn kim đánh dấu cho mọi người xem. Thì đây chính là chân mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ thực hiện một mũi dời. Sau đó tiến hành kéo dây len qua và cắt dây. Mọi người chừa một đoạn để tí nữa mình giấu len ha. Các bạn lôi dây len này qua. Mọi người để ý là chúng ta sẽ còn một cái lỗ tròn nhỏ ở đây. Thì mình sẽ dùng kim khâu len và tiến hành gút nó lại. Trước khi mình dùng kim khâu len và gút nó lại á, thì các bạn hãy kiểm tra xem là cái phần này của mình đã đủ bông gòn chưa. Nếu mà mọi người thấy thiếu á, thì mọi người có thể dồn thêm một chút nữa. Mình sẽ dùng cái cán của kim nè, mình dồn vào. Sau khi đã dồn đầy bông gòn rồi thì mình sẽ tiến hành đi đóng cái vòng tròn nhỏ này bằng cách là mọi người sẽ luồn cái kim này qua 6 cái chân mà mình vừa thực hiện á. Nãy mình thực hiện xong vòng này mình có 6 mũi, thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành đưa kim của mình qua 6 cái chân mũi này, mình đưa qua một cái dây phía trên thôi ha. Sau đó mình đưa kim vào cái dây đầu tiên và chúng ta sẽ tiến hành kéo chặt lại. Đây là sau khi mình đã kéo chặt lại thì cái vòng tròn này nó đã khép kín hơn rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành đi giấu đoạn len này vào mặt trong của sản phẩm. Giấu được vài đường thì mình sẽ đưa cái phần dây len này vào ngay cái chỗ cái đỉnh này mọi người, bên cạnh nó một chút xíu. Sau đó tháo kim ra, mình sẽ đưa kim móc vào vòng tròn ở giữa này, tiến hành kéo cái đoạn dây này qua. Sau đó móc lên các cái mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nếu mọi người muốn cái phần dây này nó dài thì mọi người móc nhiều mũi bính. Còn ở đây mình muốn nó ngắn thôi thì mình móc cỡ 12 mũi bính là được. Chúng ta móc thêm 2 mũi bính nữa. Sau đó mình kéo đoạn dây này qua. Chúng ta sẽ dùng kim khâu len và may nó vào phần đỉnh đầu này để tạo thành một cái dây treo như thế này. Các bạn có thể tạo cái dây treo dài hơn ha. Mình sẽ tiến hành đi giấu len. Mọi người có thể gút vài gút vào chỗ này cũng được. Sau đó đưa kim móc vào phía trong. Mọi người đưa ở phía trên thôi nha, tránh đưa ở phía dưới sẽ đụng vào cái bong bóng á. Mình giấu càng nhiều thì cái này nó càng khó bung hơn nè. Mình sẽ giấu thêm vài đường nữa để đảm bảo là nó sẽ không có bị bung ra ha. Giấu xong thì mình tiến hành cắt dây. Như vậy là mình đã làm xong cái phần thân của nó rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi móc lên hai phần mắt của cái con này ha. Để làm phần tròng mắt mình sẽ sử dụng len màu trắng tinh và tạo một vòng tròn ma thuật với tổng cộng là 7 mũi móc đơn. Sau khi chúng ta đã tạo được cái vòng tròn ma thuật này rồi thì mình sẽ tiến hành móc lên một mũi bính. Sau đó các bạn đưa kim móc vào giữa vòng tròn, móc vào tổng cộng 7 chân móc đơn. Đây là mũi móc đơn đầu tiên, mình sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại. Sau đó mọi người sẽ móc vào đây thêm 6 chân mũi móc đơn nữa. Sau khi chúng ta đã móc được tổng cộng 7 mũi móc đơn, các bạn kéo đoạn dây ngắn này lại để vòng tròn khép kín. Mình sẽ đưa kim móc vào chân mũi móc đơn đầu tiên, chính là cái chỗ mà mình vừa gỡ kim đánh dấu nè, và thực hiện một mũi dời.
rồi mọi người sẽ kéo dây len qua và cắt dây. Cái dây này mình sẽ kéo qua. Dây phía sau các bạn kéo chặt lại để cái vòng tròn này đảm bảo nó khép kín và nó sẽ không bị lộ cái lỗ ở giữa. Tiếp theo mình sẽ dùng kim khâu len đưa cái dây mà mình vừa cắt nè qua mặt phía sau. Mọi người sẽ đưa kim này qua cái chỗ mũi dời nè. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cột khúc hai đoạn dây này lại với nhau. Mình sẽ cột hai lần cho nó chắc rồi chúng ta sẽ tiến hành cắt dây. Cái mặt này sẽ là mặt sau á, tí nữa mình dán lại thì cũng sẽ không thấy đâu. Nên mọi người cứ việc cắt ha. Các bạn làm tổng cộng là hai phần tròng mắt như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành móc lên phần mí mắt như thế này ha. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định được cái điểm mà mình móc lên phần mí mắt, chính là ranh giới giữa vòng thứ 17 và vòng thứ 18. Mọi người có thể đếm từ dưới đếm lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Và đây là vòng thứ 18, chúng ta sẽ móc vào ranh giới giữa hai cái vòng này ha. Và mọi người có thể canh là mình sẽ móc cỡ này, 7 chân mũi, chúng ta sẽ móc vào cỡ 7 chân mũi. Thì mọi người có thể giống từ cái chỗ này giống lên nè. Ở giữa đây chúng ta có 3 chân nè, 1, 2, 3. Thì bây giờ mình giống thêm 2 chân nữa là 5, 2 chân nữa là 7 ha. Chúng ta đưa kim móc vào chân phía dưới và chân phía trên. Sau đó các bạn sẽ tiến hành kéo đoạn dây len màu đỏ sang. Mình sẽ chừa một đoạn dây dài để tí nữa chúng ta có thể giấu len nữa ha. Đầu tiên mọi người sẽ móc lên một mũi bính, sau đó đưa kim móc vào cái chân vừa rồi nè, mình sẽ móc thêm một chân mũi đơn. Vừa móc mình sẽ vừa giấu cái đoạn dây len này luôn ha. Ở chân bên cạnh chính là chân này, mọi người sẽ móc vào đây tổng cộng là 3 chân mũi móc kép. Mọi người đưa kim móc vào qua hai cái lỗ này nè. Chúng ta sẽ lấy cái phần dây thừa này để trên kim để vừa thực hiện chúng ta vừa giấu len luôn. Và mọi người sẽ móc lên tổng cộng là 3 chân mũi móc kép chung chân. Đây là mũi móc kép đầu tiên nè. Tiếp theo mọi người móc vào đây thêm 2 chân mũi móc kép nữa. Ở chân móc bên cạnh mọi người sẽ đưa kim móc vào đây và thực hiện một chân mũi móc đơn. Chân kế tiếp mình sẽ thực hiện một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cái mí mắt rồi nè. Mí mắt còn lại mình sẽ thực hiện tương tự. Ở chân kế tiếp mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi móc kép chung chân. Một. Tiếp theo chúng ta móc một mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ thực hiện một mũi dời vào chân bên cạnh. Các bạn kéo dây len qua và cắt dây, chúng ta chừa một đoạn để có thể giấu len dễ dàng hơn ha. Như vậy là mình đã thực hiện được hai cái phần mí mắt rồi nè. Tiếp theo mọi người sẽ giấu cái đoạn dây len này ra mặt phía sau. Mình sẽ đâm vào cái chân mà mình vừa thực hiện mũi dời á. Sau đó chúng ta sẽ cột hai cái đoạn này với nhau. Cái đoạn dây ngắn này là lúc đầu mình còn thừa nè. Mình đã giấu nó từ bên mí mắt đầu tiên qua tới đây. Thì trước khi mà mọi người cột, mọi người nhớ kéo căng nó lên nè. Tại vì nhiều khi mình giấu nó bị dùng ở giữa nè. Mọi người kéo căng nó lên. Sau đó cột hai dây này lại với nhau. Cột chặt rồi thì mình sẽ giấu nó vào mặt trong.
Dây còn lại mọi người sẽ thực hiện tương tự như vậy luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai cái mí mắt rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi đính cái mắt này vào phía dưới của cái mí mắt như vậy. Đó, cái mí mắt nó sẽ ụp lên hai cái phần lòng trắng này ha. Mình sẽ dán cái mí mắt xong rồi mình mới tiến hành đính cái lòng đen vô sau. Mình sẽ dùng keo nến và súng bắn keo để thực hiện. Mọi người nhớ đưa cái mặt sau nha. Mặt sau là mặt có cái dây mà mình đã cắt rồi nè. Mình sẽ chích một ít keo vào đây. Và mọi người đưa cái chỗ mà mình cột dây lên phía trên để cái mí mắt nó che luôn. Như vậy là mình đã dán được một bên mắt rồi nè. Bên còn lại chúng ta sẽ thực hiện tương tự như vậy luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đi đính cái phần lòng mắt màu đen vào, thì tùy mọi người thích đính ở giữa hoặc là mọi người đính ở hai bên cho nó nhìn lịch qua hai bên cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ đính cho nó lịch qua một chút xíu. Đây là mình đã đính xong hai phần mắt và chúng ta đã cơ bản hoàn thiện xong cái con sâu màu đỏ này rồi nè. Và để trang trí thêm cũng như tạo nên cái độ tiện dụng khi mà mình sử dụng để móc nó vào chìa khóa và móc vào túi, các bạn có thể sử dụng một cái móc khóa treo chuông như thế này, nó sẽ có một cái chỗ để mình mở ra nè. Mọi người sẽ luồn vào cái dây mà mình vừa móc được. Chúng ta đóng lại. Chúng ta có thể kẹp nó vào móc khóa hoặc là túi xách, ba lô để mình đeo ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một bé sâu lava có khả năng thổi bong bóng như thế này nè. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video và đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.